bao nhiêu người dân bỏ bê đang làm ăn, giờ thì đành phải ở trong nhà cách ly thân. Tiền tài thì túng thiếu, công việc bỏ ngang xương, sống tù túng vô thường. Vào sáng cũng thấy hoang mang, đừng nói đến người dạng cô thiếu học nhiều phương, mưu sinh còn đang khó, phải xin sống sao bây giờ. Ngoài thì chờ búa có tiền cùng khó mua, chờ tạm một tháng nó dài như cả năm, chia cách cha con mau tứ xa lìa, khi mà rơi vô ép không khu cách ly, không người thân thiết, sống tuổi thân một mình. Nhà tuy sát nhau nhưng mà xa cách, ở đâu chưa từng quen, thấy thương nhau người ơi. Với cô vì mà ra, người người cần ý thức cho mình cũng cho dân, tiền tài và sống chết bên nào nó cao hơn, chớ đừng dối hay hơn. Cũng cho dân, tiền tài và sống chết bên này.